Những cây măng tây đang phát triển cành lá xanh tốt. Nếu chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật, khoảng 6 tháng sau khi trồng, cây sẽ bắt đầu cho thu hoạch những chồi măng đầu tiên. Cây măng tây được xem là một trong những loại có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, cây măng tây cũng hay bị một số loại sâu bệnh gây hại, làm giảm chất lượng và năng suất khi thu hoạch. Hiện nay cái thân này là phát triển tốt này, không có vấn đề gì. Lá cũng phát triển tốt. Thế mà đúng là chúng ta khua khua thì chúng ta thấy có cái con bọ phấn màu trắng rất là bé. Nó chỉ như là cái đầu kim ấy. Đấy. Nó bay thì theo cô thì với mật độ này là cũng còn thấp, chưa sợ lắm. Thế nhưng mà đây, chúng ta khua là chúng ta thấy nó bay lên. Bọ phấn là một loài côn trùng chích hút đa thực, gây hại trên nhiều loại cây như là cà chua, đậu đỗ, dưa các loại. Con trưởng thành thường ở dưới mặt lá, hoạt động rất linh hoạt, toàn thân và cánh phủ một lớp phấn màu trắng. Con trưởng thành thích đẻ trứng trên các lá bánh tẻ. Bọ phấn trắng có kích thước rất nhỏ, chỉ trên 1mm. Cả con trưởng thành và sâu non đều chích hút dịch ở lá, ngọn và phần thân non. Cây thiếu đạm hay bị ngập úng thì bọ phấn sẽ tấn công nhiều hơn. Cái con này nó sinh sống xong rồi lại có muỗi đen nữa. Đấy, chứ còn con này nó chỉ hút dinh dưỡng xong rồi nó làm quắt cái lá này đi thôi. Nhưng có thể là có kết hợp là cả một loại bệnh là do nấm bồ hóng nó gây hại nữa thì nó mới đen. Nhưng mà hiện nay thì đang không có. Mật độ bọ phấn nhiều ở trên lá sẽ làm cho lá ngọn mất chất diệp lục và biến vàng nhưng không khô rạc. Chúng có khả năng bay nên di chuyển rất nhanh và có khả năng lây lan ra diện rộng. Trồng măng tây trong nhà lưới đã hạn chế được ảnh hưởng của yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, khi để cây rậm rạp, thân nhiều cành lá, nguồn thức ăn dồi dào là điều kiện thuận lợi cho bọ phấn trắng sinh trưởng và phát triển. Sau khi có cánh, chúng sẽ di chuyển gây hại trên môi trường mới. Ngoài ra, bọ phấn trắng cũng là tác nhân truyền bệnh và virus từ cây này sang cây khác. Đây nhá, cái trứng của nó màu vàng này. Đấy, mà chúng ta nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả. Đấy, một vài ngày nữa cháu sẽ phun. Đấy, cái trứng này nó già, bây giờ nó còn vàng. Thì cô nhìn có quả non, có quả vỏ nó cũng đã cứng cứng rồi. Thì nó sẽ sắp nở. Thì chúng ta sẽ phun cái lứa này. Đấy, thì có thể phun bằng các cái thuốc nấm sinh học. Thì cháu đã mua, như hôm trước cô nói cháu đã mua chưa? Đây, như cháu đang dùng cái loại này. À, đây rồi. Nghĩa là thành phần là nấm Metazium SP, Boveria SP. Hai cái này là hai cái nấm có ích. Khi chúng ta phun vào đây thì nó sẽ bao phủ lên những cái trứng và những cái con trưởng thành non này, à trưởng thành này, thì nó sẽ ký sinh, nó sẽ mọc lên thành nấm ở trên cái con này. Và nó sẽ làm cho bệnh, con này nó bị bệnh và nó chết. Giống như là cái nấm lang ben nó gây bệnh ở trên người của chúng ta đấy. Thì nó làm cho chúng ta ngứa ngáy khó chịu đấy. Thế và nó làm cho những cái con này chết. Thế và cành nó rậm rạp quá thì chúng ta cắt tỉa đi để cho cây nó thẳng và nó vững chắc. Thì nó không xung xuê thì nó cũng sẽ ít ảnh hưởng đến cái việc mà ra mầm ở dưới. Đấy, cho nên chúng ta phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh bằng cách là áp dụng cả biện pháp canh tác, biện pháp chăm sóc, bón phân, tưới nước, cắt tỉa cành. Đấy, để cho nó hạn chế sâu bệnh hại một cách tối đa nhất. Chuyên gia đã đưa cho anh Hùng phác đồ phòng trị bọ phấn trắng như sau. Bón phân cân đối đầy đủ cho cây măng tây, đa trung vi lượng và bổ sung phân canxi để thân lá cây được cứng chắc, không để thừa hay là thiếu đạm. Sử dụng chế phẩm vi sinh có thể tiêu diệt ấu trùng và con trưởng thành. Sử dụng tấm bẫy dính màu vàng cắm ở trên ruộng để thu bắt con trưởng thành.